已经养了它。啊，怎么了？是吧？对不对？Bây giờ cho các bạn xem JavaScript nó có thể làm được việc gì nhé. Ví dụ này, mình sẽ có một cái input time bằng number, id là number. Number b button. On click, chúng ta sẽ có sự kiện là summary. Total. Và H3 chúng ta có cái ID là bằng result 0. Sau đó chúng ta sẽ phải code JavaScript, script ở đây. Function. Rồi, chạy cái này. Số A, số B này đúng không? Chúng ta có số A bằng 100, số B bằng 10. Cộng vào đây bằng mấy? Sai. Thế vì sao? Cái này các bạn phải học các bạn mới biết được. Bởi vì cái hai cái thẻ, hai cái kết quả này, khi chúng ta làm việc thì nó sẽ đưa hết về text. Bây giờ muốn nó chuyển sang số này, muốn nó chuyển sang số nhé, để làm được những cái việc như thế này các bạn phải học, không học không làm được đâu. 21, được chưa? Cái này nó có cái gì? Phép cộng đúng không? Chỉ đơn giản là phép cộng đúng không? Nó chỉ đơn giản là phép cộng thôi. Nhưng mà các bạn hãy thử xem HTML làm được không? HTML không có cách nào có thể giúp chúng ta thực hiện phép cộng. Một cái phép rất là đơn giản nó không làm được, đúng không? Làm toán không làm được. Rồi thì chúng ta nếu mà muốn di chuyển cái gì đấy từ nơi này sang nơi khác, hoặc là muốn chạy một cái âm thanh mà chúng ta không cần thiết là phải kích vào đâu đấy, auto nó chạy làm một cái việc gì đấy chẳng hạn. Ví dụ đây nữa, tôi có một cái, hoặc các bạn làm một ứng dụng đếm giờ chẳng hạn, tôi sẽ có cái set interval function. Hai giây một lần, bạn coi tôi có cái gì nhá. Cao bằng 0. Đó. Cái này có thể làm gì? Đếm giờ nghịch chơi. Đúng không? Cái này nó làm website thì chúng ta làm sao có thể làm gì? Thay đổi được giá trị ở trên màn hình, đúng không?
những cái mà HTML không thể làm được thì với JavaScript chúng ta có thể thay đổi được, làm được. Được chưa? Thì nhắc lại một chút này. Hôm trước với HTML CSS chúng ta đã có cái gì? HTML ấy nó tạo ra cái bộ khung. Đó, HTML. Bây giờ với CSS thì chúng ta có những cái thiết kế về kích cỡ, về cách hiển thị. Là về CSS. Với CSS, với JavaScript, thường thường JavaScript nó sẽ làm việc cùng với cả hai cái này luôn. Và JavaScript nó có thể làm cái website của chúng ta nó hoạt động được. Hoạt động rồi thì sinh động hơn. Thì với CSS. Ví dụ như các bạn dùng cái HTML để vẽ con chó chẳng hạn. Thì cái HTML ấy, nó là cái khung thôi, khung bao. Nó sẽ là cái gì? Một cục, hai cục, ba, bốn, năm. Nó chỉ đúng như này thôi, đúng không? Để thành hình con chó được thì nó khác CSS, nó phải vát cái đầu đi, mũi đầy thế này, những cái HTML đấy, ví dụ thế, đúng không? Như này, con đuôi vẩy vẩy. Nhưng mà bây giờ với CSS chúng ta làm con chó nó chạy được, biết sủa, biết cắn, đúng không? Biết tiêm phòng dại thế này. Đấy là với JS chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Được chưa nhỉ? Với JS các bạn cũng lại rồi tiêu phần. JS nó có thể giúp chúng ta làm gì? Thay đổi toàn bộ cấu trúc của một file thì là nếu thích. Những cái thẻ các bạn đang có tôi xóa bé đi, chẳng vấn đề gì cả. Những cái đoạn text các bạn đang có tôi thay đổi một đoạn text khác. Được chưa? Với những cái thẻ input tôi có thể là chủ động thay thế cái giá trị đang có trong cái input hoặc chuyển cái thẻ input thành một loại thẻ khác. Được chưa? Chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Ngoài ra nâng cao hơn những cái việc như thế này này. Các bạn có vào Facebook không? Các bạn có Facebook không? Facebook nhá. Có để vô giờ để ý cái phần đăng ký nhá. Cái việc này. Đó, nhìn thấy không? Cái việc này. Nó dùng JS nó làm. Được chưa? Nó dùng JS. Cái này cái thứ mà khi mà chúng ta nhập một cái nội dung cần đây cái này thì chúng ta gọi là cái form đúng không? Khi chúng ta làm việc với form thì chúng ta không thể nào mà cứ để họ không điền gì hoặc họ điền linh tinh mà chúng ta chấp nhận và gửi lên được, thì chúng ta phải bắt buộc phải có một cái chức năng gọi là cái này là cái validate dữ liệu trên màn hình. Được chưa? Thì họ có thể là chúng ta có thể dùng JavaScript để làm cái việc này, và chúng ta có thể gì nếu mà viết tên nó tự mất này, tab sang tự mất này, đúng không? Những cái việc này thì gọi là JS mới làm được, HTML không làm được, và làm nếu có làm được thì nó xấu. Được chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của JS. Được chưa? Đấy là khái niệm về JS. Còn thực ra JS nó ra đời từ năm 1995, lâu lắm. JS ra đời từ năm 1995 thôi. Nó đổi, nó thông qua, nó phải trải qua vài loại tên rồi. Tên đầu tiên của nó tên là Mocha Script. Chẳng biết là ý nghĩa gì. Bây giờ Việt Nam có app Mocha. Nhưng mà từ năm 95 thế giới đã có cái ngôn ngữ tên là Mocha Script rồi. Sau đó sau khi đổi sang nó còn có một loại tên nữa, tôi quên sớm rồi. Nó đổi sang một loại tên nào đấy xong cuối cùng nó mới đổi về cái tên là JavaScript, bởi vì nó ăn theo cái ngôn ngữ Java thời bấy giờ. Thì là để cho nó đổi tiếng mà. Nhưng mà thực ra hai thằng nó không giống nhau. Các bạn đừng nghĩ là Java và JavaScript nó giống nhau, hai thằng nó chẳng liên quan đến nhau à. Java là ngôn ngữ chạy ở phía backend, tức là chạy ngầm ở phía dưới. Chạy ngầm ở phía dưới các bạn sang kỳ các bạn sẽ được học PHP cũng là một ngôn ngữ backend. Còn JavaScript ấy, nó hoạt động trên nền tảng là cái trình duyệt. Cái trình duyệt nó sẽ đọc, chúng ta biết code JavaScript ra, trình duyệt sẽ đọc cái ngôn ngữ đấy và xử lý trên màn hình của chúng ta. Thế chưa? Đấy là cái JavaScript. Nhưng mà đấy là chuyện ngày xưa thôi, chuyện những cái năm lâu lắm rồi. Từ những cái năm tôi hoàn toàn học lớp 1, lớp 2. Nhưng đến bây giờ thì nó khác hoàn toàn. Hiện tại có thể nói thẳng với các bạn luôn đang là thời đại của
JavaScript. Bởi vì sao? Chúng ta nếu mà học lập trình cơ bản như thế này, học lập trình để làm lập trình viết ấy, thì chúng ta sẽ có những cái mảng như sau: database, web, mobile và nhung. Ở những cái mảng chính, đúng không? Thì với JavaScript, web, JavaScript, web thì JavaScript nó có thể làm từ trên xuống dưới, làm tất cả mọi thứ, kể cả là về giao diện nó cũng làm luôn. Đấy là về JavaScript. Mobile, bây giờ JavaScript cũng có thể code được mobile. Các bạn ở đây có ai sử dụng iPhone? iPhone này rồi, iPhone cái đuôi file cài, các bạn biết tên là gì, đuôi gì không? Đuôi app, sau khi code bằng Objective-C thì nó sẽ xuất ra một cái loại hình dạng file là .app, và các bạn dùng máy điện thoại, ném vào trong máy điện thoại các bạn cài nó thì nó sẽ trở thành app của chúng ta. Đuôi của nó là đuôi app. Và Android của các bạn ấy, thì đuôi nó là đuôi APK. Được chưa? APK thì là code bằng Java hoặc là code bằng là code lean các thứ các kiểu, thì nó sẽ biên dịch, nó chuyển thành một cái file định dạng .app. Sau đó các bạn dùng cái điện thoại của bạn ấy, các bạn cài nó lên thì nó sẽ thành app trên điện thoại của bạn. JavaScript có thể làm được cái việc đó. Tạo app, code một lần sinh ra cả app iOS lẫn app Android thì JS JavaScript có thể làm được việc đó. Với DB database, nó là cái cơ sở dữ liệu nằm ở dưới, nó là cái toàn bộ là cái khối óc của toàn bộ hệ thống, thì JavaScript cũng có một loại cơ sở dữ liệu liên quan đến nó luôn, ủng hộ của nó, đó là cái MongoDB. MongoDB, DynamicDB, Dynamo, rất là nhiều loại điểm, loại cơ sở dữ liệu sử dụng cái định dạng là JSON và BSON của JavaScript để thành cái cơ sở dữ liệu. Còn mỗi cái thằng nhúng này, mỗi cái nhúng là JavaScript chưa làm. Chứ còn hầu hết ba loại, à còn một loại nữa là WinForm, một cái gọi là WinForm. Những cái phần mềm mà chạy trên trình, chạy không phải chạy trên trình duyệt mà chạy trên nền tảng là hệ điều hành của các bạn ấy, JavaScript nó cũng có thể làm được. Ví dụ như những cái phần mềm mà các bạn hay sử dụng là cái gì? SolemnText đúng không? SolemnText cũng là phần mềm là một dạng WinForm. Rồi thì cái gì? À, hả? Các bạn hay dùng cái gì nữa? Hả? Cái gì cơ? Code block, cái gì gì đấy nữa, nhiều lắm. Để tôi coi xem trên này có những cái gì. Ví dụ như cái các bạn có để cái media player, cái đấy nó cũng chạy trên Windows, thì cái đấy nó cũng là phần mềm WinForm, thì JavaScript có thể làm được cái đấy. Thấy chưa? Đã đủ để nó mạnh chưa? Nó làm được gần như tất cả mọi thứ, còn mỗi thằng chúng ta chưa vào thôi. Rồi, thì chúng ta sẽ sang những cái dòng code JavaScript đầu tiên, giống như CSS thôi, chúng ta sẽ học cách sử dụng trước và Hello World trước đã. Thì các bạn tạm thời làm cho tôi cái việc như sau. Tạo một file HTML. Sau đó cái cách đầu tiên để nhúng một file nhúng một đoạn code JavaScript vào bằng cách là sử dụng cái thẻ script. Dùng cái thẻ script và viết code JavaScript nằm ở trong cái thẻ đấy, tương ứng với kiểu là internal import của CSS. Các bạn tạo tôi một thẻ script. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta gọi cái đầu tiên là alert. À quên nhầm. document.write. Đây là hello world. Bao giờ cũng vậy, học ngôn ngữ lập trình nào cũng thế, cái đầu tiên luôn luôn là hello world. Để biết được xem cái đoạn JavaScript của Java có chạy được không. Được chưa?
Xong chưa nhỉ? Đến phần này các bạn sẽ gần như là chia ra thành kiểu gì cũng sẽ chia thành hai hai phe. Một bọn thì làm quen với cái ngôn cái cách tư duy sắp xếp ở CSS và HTML. Một bọn thì lại thích làm JavaScript, kiểu là tư duy logic tốt. Xong chưa? Chạy rồi. Các bạn để ý này, ở trên cái body này có cái gì không? Ở trên này có thẻ HTML nào ngoài cái script ra? Rồi bây giờ chúng ta chạy nó xem nó có cái gì. Hello world. Đúng không? Ở đây JavaScript đã giúp chúng ta làm cái việc gì? Giúp chúng ta làm cái việc gì? Tạo ra một cái chữ và nhét nó lên trong cái thẻ body. Các bạn coi. Đúng không? Nhét trong thẻ body. Biết dưới này. Đúng nhá. Đây là cái đoạn lệnh JavaScript đầu tiên của chúng ta. Xong chưa? Anh chạy được đúng không? Rồi, cắt cái đoạn này đi. Chúng ta đến với cách thứ hai. Vẫn là thẻ script. Chúng ta thêm cho tôi một thuộc tính là src bằng public sược js sược main.js. Đây, nó chính là cái file nằm trong này. New file main.js và viết cái đoạn code lúc nãy vào đây. Đưa cái đường dẫn đến cái file js sẽ chứa code của chúng ta. Và trong cái file js thì chúng ta không phải script nữa cả, viết thẳng code HTML, viết thẳng code JavaScript vào trong đấy luôn. Được chưa? Xong nhỉ? Ở trong file main.js này document write hello world thôi. Không có gì nhiều. Được chưa? Chạy đi xem nó có được không? Vẫn như cũ đúng không? Tức là cách dùng này của chúng ta thành công. Không có vấn đề gì cả. Để kiểm tra chắc chắn là cái file.js kia nó được ném vào trong này, chúng ta lại vào sược và public js main js, đây là đoạn code của chúng ta. Được chưa? Xong chưa? Hello thế. Được chưa nhỉ? Đấy là hai cách chúng ta sử dụng code JavaScript. Tất nhiên tôi sẽ tạm thời tôi dùng cách thứ nhất để cho các bạn dễ theo dõi. Tôi tạm thời comment cái dòng này vào. Tôi viết một cái script ở phía dưới. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo này. Đến những cái thứ các bạn cần phải biết trước khi làm việc gì đấy. Thì cái đầu tiên các bạn cần phải biết đó là những cái cách để chúng ta hiển thị dữ liệu ra ngoài để chúng ta có thể test được dữ liệu đã. Thì chúng ta sẽ có như sau, cái đầu tiên là console.log. Được chưa? Các bạn cứ nhớ cái cú pháp này đã. Sau đấy, sau này tôi sẽ giải thích cái này nó là cái gì, vì sao nó lại là dấu chấm. Console.log viết tên mình rồi. Viết tên mình rồi đấy. Được chưa? Xong chưa? Rồi, chạy thôi. Không có gì đúng không? Nhưng các bạn bật F12 lên. Bật vào cái tab console. Thấy không? Thấy cái chữ mà chúng ta vừa mới viết ra không? Rồi nha.
Chúng ta tiếp tục này. Ở đây chúng ta sẽ có console log, xong rồi sau đấy chúng ta sẽ có console log tiếp là T3H chẳng hạn. Xếp xuống lại chạy. Thì các bạn thấy cái gì? Console log nó chạy theo thằng nào hiển thị trước? Thằng nào viết trước hiển thị trước, đúng không? Thì logic của JavaScript nó cũng vậy. Thằng nào được viết trước thì thực thi trước. Chúng ta gọi là thực thi chứ không gọi là đọc trước giống như ở HTML. HTML trình duyệt chỉ đọc và hiển thị. Còn với JavaScript thì trình duyệt phải đọc, đọc xong rồi sau đó là thực thi. Tức là nó phải dịch sang ngôn ngữ mà máy tính nó hiểu để nó giúp nó cộng trừ nhân chia cho chúng ta. Đấy chứ nhỉ? Thì đấy là cái logic của JavaScript. JavaScript các bạn nhớ cho tôi, cú pháp sẽ như sau. Cách dịch là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới giống như bình thường. Các bạn để ý mỗi một câu lệnh của chúng ta kết thúc bằng dấu gì? Chấm phẩy. Yeah. Kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Các bạn không có chấm phẩy nó cũng chạy. Nhưng nên kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Bởi sau này khi mà chúng ta làm những dự án lớn lên, người ta sẽ, khi mà code JavaScript chúng ta dài có hàng nghìn dòng, người ta sẽ phải có một cơ chế người ta minify các bạn. Minify toàn bộ cái nội dung của cái file JavaScript đó, tức là người ta sẽ loại bỏ tất cả các khoảng trắng đi. Thì nhiều khi nó sẽ xảy ra cái tình huống vô tình đó. Dở hơi ở chỗ là hai cái dòng này nó loại bỏ khoảng trắng thì hai dòng mà gộp vào với nhau nó lại thành một câu lệnh khác, cho nên nó sẽ bị lỗi. Thấy chưa? Cho nên là chúng ta tốt nhất là nên kết thúc một câu lệnh bằng dấu chấm phẩy. Đúng chưa nhỉ? Đó. Còn logic của nó là chạy từ trên xuống dưới. Và JavaScript nếu chúng ta biết bình thường nó có một cái điểm rất là dở. Đó là nếu các bạn gặp lỗi ở đâu đấy rồi thì đoạn sau không chạy nữa. Ví dụ như sau. Ví dụ như sau, tôi sẽ có là console log ra x. Thấy chưa? Thấy không? Chạy đoạn trên này. Chạy đoạn trên đúng không? Sau đó đến cái đoạn, tức là dòng số 14. Đây là dòng thực thi này. Thấy chưa? Tiếp theo đến dòng 15 nó báo một cái lỗi như này. Thế code dòng 16 đâu? Đây, dòng 16 đây. Không được thực thi đúng không? Các bạn thấy nó không được thực thi đúng không? Nó sẽ không được thực thi cái những, nó đã gặp lỗi rồi là những cái dòng sau nó không thực thi nữa, nó báo lỗi ở đấy luôn, chết luôn. Được chưa? Đấy là cách làm việc của JavaScript. Đấy nhỉ? Nốt vào không là quên đấy. Và thường thường các bạn lưu ý cho tôi, thường thường code JavaScript của chúng ta ấy, chúng ta nên đặt ở cuối trang. Đặt ở phía cuối của trang nhé. Các bạn để ý tôi cố tình tôi cách ra so với cái thẻ body này một đoạn. Được chưa? Và cái code JavaScript của chúng ta nên đặt ở cuối trang. Đấy không? Bởi vì sao? Sau này chúng ta sẽ tương tác rất nhiều với cái thẻ HTML. Đúng không? JavaScript nó có thể tìm những cái thẻ HTML. Nhưng nếu chúng ta đưa cái script này lên đầu trang, đấy không? Thì nó sẽ chưa, khi mà cái code JavaScript được thực thi ấy, thì những cái thẻ HTML chưa kịp sinh ra, nó không tìm thấy, nó lại báo lỗi. Thế là tên chết luôn toàn bộ nội dung script ở dưới. Được chưa nhỉ? Đấy là cái logic của nó, cho nên là chúng ta nên đặt code JavaScript ở cuối trang. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên là cái console log. Cái thứ hai. Được chưa? Chúng ta có hàm alert một cái text nào đấy vào đây. Quê quán 2. Nam Định chẳng hạn. Nhớ là còn phải có cái phẩy phẩy đấy nhá. Tí nữa chúng ta học đến biến và kiểu dữ liệu thì chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Xong chưa? Reload trang. Bạn này thấy hiển thị xong này, thế đây là cái alert. Được chưa? Cái này gọi là cái alert. Xong chưa? Rồi, các bạn viết cái gì ra thì cái nội dung nó sẽ bật ra ngoài này. Xong chưa? Cái này gọi là cái alert. Tiếp tục này. Chúng ta có thêm một cái nữa. Chúng ta cứ va nhá, va info bằng prompter ấy.
viết text ở trong là cảm nghĩ của bạn chẳng hạn, cảm nghĩ của bạn hỏi chấm. Được chưa? Sau đó chúng ta là document.write cái info kia. Info này thì không phải phải phẩy đâu nhá. Làm cho tôi đi đã. Được chưa? Xong chưa? Chạy đi. Bạn nào xong rồi chạy đi. Nó ra cái gì? Ra lỗi à? Quê quán Nam Định này. Tiếp theo là cảm nghĩ của bạn này. Mình thật đẹp trai. Ồ, ra lỗi thật này. Document viết right là viết sai chính tả. Đây right. Đầu gấu. Ra chữ đầu gấu chưa? Do tôi biết sai chữ tả chữ loa. Xong chưa? Mày sao lúc đầu loa này? Đây là chúng ta nốt lại những cái gì chúng ta vừa mới làm đi. Cái gì nó là cái gì, hiển thị như nào, cái đấy chỉ có chúng ta hiểu chúng ta mới nhớ được thôi, còn không hiểu không nhớ được. Những cái là prompt này, những cái mà document write, console log rồi thì là alert, nó là những cái gì thì chúng ta phải tự nốt lại. Chúng tôi không giải thích được, tôi chỉ hiển thị cho các bạn ra đây như thế thôi. Xong chưa? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta reload lại trang đi. Lúc nãy chúng ta có cái info là cảm nghĩ cái gì đẹp trai với lại cái gì 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 đầu gấu rồi. Tôi không biết nói gì. Có thấy bên này nó khác không? Đúng không? Dạ. Rồi. Thế vậy chứng tỏ là ở đây chúng ta document write bình thường chúng ta hiển thị ở đây một cái đoạn nào là string đúng không, text đúng không, nó ra đúng cái text đấy. Nhưng bây giờ cái chúng ta lại hiển thị không phải là cái text mà là một cái đại lượng như này, một cái chữ như này, chẳng biết nó là cái gì, được chưa? Mà cái chữ này sẽ được bằng với lại những cái gì chúng ta viết ở trong cái prompt đúng không. Thế vậy cái này là cái gì, cái này là cái gì à? Nói đi. Lát rồi nha. Không đúng. Không phải đâu, đấy đúng rồi. Không phải là mình nghĩ thế. Nó không đúng. Cái kia kiểu, cái mà trong chấm nháy. Cái đấy người ta gọi là miến. Nhá, người ta gọi là miến. Biến là gì? Các bạn, thằng Dương cầm người cốc này. Đúng rồi. Rót tí nước vào đây.
đây là cái điện. Cụ thể là cái cốc này là cái điện. À? Ừ. Nó như nào? Thứ nhất là nó có tên không? Nói cái cốc qua thường dường biết là cái cốc này đúng không? Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa, cái cốc nó có thể chứa được cái gì? Có thể chứa được cái cao không? Có thể, tôi uống nha. Đó. Không phải hết. Thay đổi giá trị. Những cái gì chứa trong cái cốc gọi là giá trị của cái cốc đúng không? Nhưng khi chúng ta đổ ra hoặc chúng ta uống mất thì giá trị của cái cốc này nó bị thay đổi theo thời gian. Vậy cái hướng chí lên lại sai, dương nó lên nó lấy cốc nó đổ nước vào thì là lúc đấy giá trị của cái cốc này lại thay đổi đúng không? Được chưa? Thì chúng ta có những cái gì về cái biến? Cái biến thứ nhất là một đại lượng có tên. Có thể chứa giá trị. Giá trị của nó có thể thay đổi theo thời gian. Và nó có thể chứa mọi loại dữ liệu. Chưa? Cú pháp để tạo ra biến, chúng ta có cái từ khóa là và. Cứ nhớ rồi cái từ và này, bao giờ chúng ta học lên S6 thì chúng ta mới có lép còn các từ kiểu sao tính sau. Và tên biến chấm phẩy, hoặc nếu các bạn có thể gán luôn giá trị cho nó thì chúng ta có phép gán và phép bằng giá trị một cái giá trị nào đấy. Đây là phép gán. Đây là cú pháp để tạo ra một biến. Và tên biến chấm phẩy hoặc và tên biến bằng một cái giá trị đấy, bằng một con số, bằng một cái state, hoặc là bằng một cái trung phôn chẳng hạn, thì nó cũng có thể là tạo ra một cái biến. Được chưa? Đây là cú pháp mà. Và tên biến bằng một giá trị chúng ta nhập vào từ cái prompt, đúng chưa? Tôi thay cho cái này bằng va info này, nó sẽ thay bằng một cái số là 1000. Đúng 1000 không? Được chưa? Đây là tạo ra một biến thì nhớ một cái tên biến và phép gán. Được chưa? Xong chưa? Rồi, hơi mông lung đúng không? Dùng quen nó chẳng có cái gì mông lung bởi vì nó không có cái gì để mà giải thích nữa. Cái thứ này nó là cái thứ nhỏ nhất trong cái đơn, trong cái đơn vị, mà nó là cái đơn vị nhỏ nhất trong cái việc chúng ta lập trình logic. Nó chẳng có cái gì để mô tả, giống như cái phép x trong nền tảng toán học nó có thể thay đổi được đúng không? Đó. Và chúng ta nhớ tôi cách đặt tên biến này. Tên biến ở trong JavaScript nhé, chứ không phải ở trong PHP hoặc ở trong Java. Mỗi một ngôn ngữ sẽ có một cái kiểu quy định riêng. Ở trong JavaScript của chúng ta, cái tên biến này không được bắt đầu số. Không được bắt đầu bằng số. Không được bắt đầu bằng ký tự đặc biệt. Trừ dấu đô la và dấu đô la và dấu gạch dưới. Ký tự đặc biệt là cái gì? Dấu sao, dấu mở ngoặc, dấu chấm than, đúng không? Rồi thì dấu thăng, những cái đấy chúng ta không cần đặt. Đặt nó có lỗi ngay. Nhưng mà nếu mà đặt ở đầu tiên là cái dấu đô la hoặc là dấu gạch dưới thì được.
Được chưa? Đấy nhỉ? Tiếp theo. Tên biến, đây là cho cái đầu tiên nhé. Ngoài những cái này ra chúng ta còn cái cách nào để bắt đầu? Còn những cái gì? Chữ này. Chữ thì có được viết hoa bình thường không? Được, thoải mái, không vấn đề gì cả. Và thích viết hoa thì viết hoa, thích viết thường thì viết thường, không ai cấm. Được chưa nhỉ? Có. Được chưa? Tiếp tục này. Vẫn không được. Đây là sau đó. Sau. Tức là đây là cái ký tự thôi nhá, ký tự bắt đầu nhá. Còn những ký tự ở phía sau này thì nó lại chấp nhận số. Trừ cái ký tự đầu tiên này, còn các cái ký tự thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì lại chấp nhận được số. Nhưng không chấp nhận được ký tự đặc biệt, trừ hai dấu nữa. Các ký tự sau thì không chấp nhận ký tự đặc biệt, trừ dấu đô la và cái dấu gạch dưới thì nó lại chấp nhận. Thế nên là mình hại. Xong chưa? Chỉ cần nhớ cái bằng này thứ là được rồi. Yeah, chỉ cần nhớ cái bằng này thứ thôi. Còn quy tắc là tên biến này. Khi đi làm ấy, ví dụ nhá, bây giờ cho bạn tên là gì? Phải lên. Quy với lại ông này là hai thằng chung không thể ghét nhau đúng không? Tự nhiên bây giờ tôi nhặt hai thằng đó, tôi bắt làm một con dự án. Thằng này đặt tên theo kiểu là team code. Tên đây, tên tôi gì đúng không, và bốn bằng cái gì đấy vào đúng không, ví dụ thế. Tôi chẳng biết cái tin code nó viết cụ thể như nào, được chưa? Thằng bây giờ quên tên là Tú viết như này, nhưng mà thằng Huy thì là thanh niên nghiêm túc viết và tên tôi là thế này. Được chưa? Tao hai thằng làm việc với nhau, đến lúc thằng Huy đọc code của thằng Tú, mày dịch của tao này đúng không, có hiểu được chiều đấy. Hai thằng ngồi cạnh nhau còn chẳng hiểu được nữa, là sau này khi làm việc với một team khoảng 20 người, 30 người sao mà hiểu được đúng không? Chẳng hiểu được. Nếu mà chúng ta không có những quy định đặt tên cho nó chuẩn chỉnh, không ai có thể hiểu được cái chúng ta cốt cái gì, cốt ra làm sao, đúng không? Thì chúng ta có những quy tắc đặt tên sau. Cái đấy người ta gọi tiếng Anh là coding convention. Và coding convention là quy tắc, và quy tắc là lập trình. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái convention ở phía sau. Ví dụ như cách đặt tên biến là naming convention. Thì chúng ta có cách đặt hai cái đặt tên biến phổ biến, đó là cách đặt theo camel case. Search Google xem cái này là con gì. Con này là con gì? Con là gà. Mèo cái gì? Camel là con lạc đà. Con lạc đà chúng ta có cái điếu đúng không? Thì chúng ta có tên tôi là. Thế có gì đặc biệt? Các chữ cái đầu tiên của mỗi từ viết hóa. Mình nhìn thế này mà biết thường à? Được chưa? Cách thứ hai là snake. Đây, snake này không phải là snake nhá. Nhiều đứa biết thành như này. Cái này là bim bim. Được chưa? Không đưa bim bim vào đây. Snake là con gì? Rắn. Rắn thì chúng ta tên đặt là tên tôi là. Các từ cách nhau bằng dấu gạch dưới, không có xích trừ gì cả, dấu gạch dưới. Được chưa? Xích trừ thì chỉ có ngày xưa chat chít thôi, không biết gọi là cái gì thì gọi là xích trừ. Bây giờ nó là dấu gạch dưới, chỉ gọi là dấu gạch dưới thôi. Giờ bây giờ xích trừ. Được chưa? Đây là hai cái đặc điểm biến phổ biến của chúng ta. Và sau này khi chúng ta làm việc với thêm những thành phần tử khác thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách đặt tên riêng, ví dụ tên biến, tên lớp,
à, tên hàng, tên lớp thì chúng ta cũng sẽ có những cách đặt tên riêng. Được chưa nhỉ? Đây là biến và cách đặt tên biến. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn à chưa làm bài tập được. Tiếp theo giới thiệu tiếp này. Nhìn cái này không? Cái này là cái gì, gọi là cái gì? Đây là cái gì? Comment code. Chính xác. Comment code thì sao? Giúp giày nhám cho Pháp đi ạ. Không phải ẩn đi. Nó không phải ẩn đi nhá. Giống như trong CSS thì chúng ta comment vào để làm gì? Đánh dấu. Đánh dấu đoạn nào là cái gì, giải thích nó ở bên đấy đúng không? Với JavaScript cũng vậy. Một cái code là comment một đoạn, một dòng vào để giải thích ý nghĩa của đoạn code của chúng ta làm sao. Giải thích ý nghĩa nhé. Code phần này tôi làm cái việc gì thì tôi biết đấy, tôi giải thích ở đây. Ông đọc đi. Ông không hiểu được thì tôi chịu. Tôi đã biết tử tế lắm rồi. Được chưa? Cái này là để comment vào để giải thích ý nghĩa. Nhưng mà thực ra ý nghĩa của comment á, nó là cái gì? Khi chúng ta comment vào thì cái đoạn lệnh này nó sẽ không được thực thi, bỏ qua luôn. Được chưa? Và thế cho nên người ta mới dùng để comment. Được chưa? Chúng ta có hai cái comment. Cách này là cách comment trên một dòng thì là dấu sược sược. Chúng ta có comment nhiều dòng thì là bắt đầu sược sao và kết thúc là sao sược. Được chưa? Đây là comment nhiều dòng. Còn một cách nữa, biết là cách gì không? Dấu thăng. Ủa, cái này không được à? Trong sao bên JS không chấp nhận những cái comment của dấu thăng. Được chưa nhỉ? Hai cách. Xong chưa? Tiêu hóa đã, xem có cái gì cần phải làm rõ không? Đây là comment của cái gì? HTML. Đây là comment của JS này. JS nó chỉ có một cái comment như này thôi. Thế thì mới phải học. Được chưa? Chúng ta cứ làm nhiều rồi sẽ quen thôi mà. Tiếp theo nhá. Bây giờ này. Yêu cầu các bạn tạo cho tôi ba cái biến gồm tên này, tuổi này, địa chỉ này. Xong chưa? Tên, tuổi, địa chỉ. Alert cả ba cái đấy cho tôi. Giá lớn 3 lần. Có cái gì đâu. Cứ làm đi. Không chưa? Không chưa? Có gì hot? Và name
nên đặt tên biến bằng tiếng Anh và chúng ta nên code bằng tiếng Anh nhá, cho nó quen đi. Bằng Trần Hiễu Thiện chẳng hạn. Và h bằng 26 và hometown bằng Nam Định. Chưa? Chúng ta có gì ở đây? Alert ra. Đây name này cộng với string gạch ngang cộng với age cộng với string gạch ngang cộng với hometown. Xong. Từ từ, những cái này tôi chưa thì các bạn phải đúng ngay. Đi ra. Không mệt mỏi lâu thế. Xong chưa? Thấy viết này khổ không? Rồi, tí nữa có anh viết đỡ khổ. Được chưa? Xong chưa nào, đâu quá.
Xong nhá. Rồi tiếp tục này. Chúng ta đến với những cái kiểu biến, kiểu dữ liệu ở trong JavaScript nó chấp nhận là những cái kiểu gì. Đây xem chúng ta sẽ sang cái phần là kiểu dữ liệu. Một biến có thể được gắn cho những cái gì với những kiểu dữ liệu là làm sao. Có thắc mắc gì thì hỏi luôn nhá. Kiểu dữ liệu, chúng ta có những kiểu dữ liệu sau và cách viết như sau. Cái kiểu thứ nhất là kiểu số. Nó gọi là kiểu số. Số thì bao gồm số thực và bao gồm số nguyên. Đúng không? Kiểu số thì chúng ta ví dụ 3, 5, 5 m bằng, nếu mà số thực thì chúng ta là bằng 5.5. Ví dụ thế, thì nó thành số thực chưa? Đây là 5.5 đúng không? Nếu là số nguyên thì bằng 6 chẳng hạn. Chấm vậy, đây là hạn cho nó giá trị bằng số. Thì chúng ta chỉ đơn giản là 3 nhẹ thôi. Nó chấp nhận được kiểu số thực, số nguyên. Được chưa? Tiếp theo, 2 là kiểu ký tự. Ký tự nhé. Chúng ta có hai kiểu để quy định về text. À, kiểu text thì gọi là text thì về chữ viết thì chúng ta có hai loại, một loại là về ký tự, một loại là về chuỗi. Được chưa? Tí nữa các bạn sẽ phải tìm kiếm cho tôi ký tự khác với chuỗi ở đâu trong JavaScript. Ở trong PHP đặc biệt rất dễ, nhưng ở trong JavaScript nó không đơn giản như vậy. Thì ký tự là chúng ta quy định bằng cái dấu phẩy như này, thì là text nằm trong, đây là kiểu ký tự. Kiểu chuỗi là hai phẩy như này. Được chưa? Tí nữa đi tìm ra tôi sẽ làm sao lại như vậy. Được chưa? Quy định một chuỗi nữa, một kiểu quy định chuỗi nữa, đây là một cách, là cách thứ hai. Chúng ta có để cái nút vào ở phía dưới của nút EC không? Bấm vào đây nó ra cái gì? Phẩy chéo như này. Đây đúng không? Được chưa? Cái này cũng dùng để quy định về chuỗi. Nhưng mà cái chuỗi nó có gì đặc biệt? Chúng ta để ví dụ như kiểu cái name dùng thôi nhá. Thì chúng ta để cái name này để đây là gì? Hiển thị ra cái gì? Hiển thị ra cái gì? Thì là cái này bước xuống đây. Đúng chưa? Nhưng mà ở đây được cộng bởi vì nó là chuỗi mà, nên tôi phải cộng cộng với nhau. Tôi có cách viết khác như sau. Phẩy phẩy này. Được chưa? Họ tên, hai chấm, đô la đóng mở ngoặc nhọn, name. Được chưa? Tôi thích viết chữ sược N ở đây chẳng hạn. Sau đó là tuổi, hai chấm, đô la đóng mở ngoặc, age, lại sược N. Sược N là để xuống dòng. Sược N là để xuống dòng trong cái alert. Tiếp theo nữa là cái gì? Quê quán, hai chấm, đô la đóng mở ngoặc, hôm sau, chạy thôi. Được chưa? Nó có gì? Khi chúng ta có đô la name thì nó sẽ hiển thị giá trị của cái biến name vào trong này. Đây là cách viết chuỗi thứ ba của chúng ta. Các bạn không phải chép đâu, chỉ nhớ được. Thế nhỉ? À, hai dấu phẩy này khi mà hiển thị một giá trị của cái chuyển chúng ta đô la đóng vào một nhỏ viết tên biến vào trong này. Được chưa? Kiểu thứ ba, kiểu dữ liệu thứ ba là kiểu boolean. Boolean, cái này nó chỉ có hai giá trị thôi, true hoặc là false, đúng hoặc là sai thôi. Kiểu thứ tư, kiểu null. Null là gì? Trống.
chống. Kiểu này tương đương với một thứ tạo một cái biến nó chẳng gắn nó với giá trị không, thì nó thuộc về kiểu null. Null nó sẽ nó khác so với string rỗng nhé, chuỗi rỗng và null nó khác nhau nhé. Nhớ tôi như vậy được. Null là nó không mang giá trị nào. Nên kiểu này để giải thích các bạn nó hơi buồn cười, nhưng mà đúng là có những cái biến nó không được mang giá trị, chúng ta chỉ tạo ra để chơi thôi, chẳng phải làm gì cả. Thì nó kiểu dữ liệu là null không mang giá trị. Được chưa? Kiểu thứ năm là kiểu mảng. Mảng này chắc tôi phải có vài bài nói riêng với các bạn về mảng. Mảng nó hơi khó. Mảng là một tập hợp. Nó là một tập hợp các phần tử nằm ở trong, nó giống như là cái chúng ta có cái gì nhỉ? Đây lấy ví dụ của cái gì cho nó dễ. Các bạn có biết cái hộp cổ lông không? Hộp cổ lông như này đúng không? Trong này chúng ta đưa quả cầu vào đây, đây quả cầu, đây là quả cầu nữa, thấy chưa? Thì cái mảng nó trông y hệt như này, mảng y hệt như này, mỗi một quả cầu lông ở trong là một phần tử của nó, nhưng mà chỉ khác một cái so ở trong hộp cầu lông nó chứa cầu lông quả cầu đúng không? Nhưng mà ở trong mảng lập trình của chúng ta, cái chỗ những cái chỗ này nó chứa quái gì được, chứa số được, chứa chữ được, chứa boolean được, chứa nút được. Sau đây nó còn chứa mảng trong mảng được không? Đó. Và ngoài ra nó còn chứa được cả đối tượng object trong này luôn. Nó thích chứa thì chứa. Và mỗi phần tử ở trong này nó sẽ là có đánh số. Nên số phần tử đầu tiên là 0, phần tử thứ 2 là 1, phần tử thứ 3 là 2, 3, 4, 5. Bắt đầu từ 0 là số ít đấy. Tôi sẽ có một cái bài riêng nói chuyện về cái mảng này. Xong. Được chưa? Cứ nhớ nó giống như một cái ống này, chúng ta cứ đẩy dần dữ liệu vào trong và thành các phần tử. Mỗi một ô này là một phần tử nằm trong đấy, thì nó có thể chứa được tất cả các dữ liệu khác. Thế gì nhỉ? Kiểu thứ sáu là kiểu gì? Object. Cái này chúng ta cũng phải là chuyện riêng, bởi vì kiểu này nó khá là phức tạp. Object đối tượng thì nó sẽ xoay quanh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thuộc tính. Vấn đề thứ hai là hành động. Thì bao giờ học xong hàm chúng ta quay lại cái này. Cái hành động là cái gì? Còn kiểu thứ bảy nữa là kiểu undefined, nhưng mà ít khi dùng, ít khi động đến. Undefined là không định nghĩa. Đấy là bằng đấy kiểu dữ liệu cơ bản ở trong JavaScript. Được chưa? Nhớ đây, biết để làm gì không? Để về nhà cha. Không phải về nhà cha. Mà cái này nó rất là quan trọng sau này khi chúng ta làm việc ấy. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng được cái kiểu, cái biến nào là kiểu dữ liệu nào, để chúng ta có những thủ thuật để xử lý nó riêng. Được chưa? Không phải là để về nhà cha, tôi chẳng có này hại, không làm gì cả. Chẳng qua là để chúng ta phải nhớ thôi. Bây giờ phải dữ liệu. Rồi bây giờ ngồi cha tôi. Kiểu ký tự và kiểu chuỗi nó khác nhau như thế nào ở trong JavaScript. Cho chúng ta hẳn 10 phút. 10 phút là nhiều rồi đấy. Suelta que me
Thank you.
không nhá. Chưa làm gì mà khó này hả? À? Sơ sơ là có những cái gì nào, có những gì đóng góp đấy? Hả? À? Kiểu ký tự thì biểu diễn dưới dạng ký tự rồi sao nữa? Ừ. Cái gì, cái đoạn sau là như nào? Không phải ký tự nào cũng viết được. Cái kiểu chuỗi thì sao? Ừ, thế nó hiển thị được cái gì? Dấu. Ví dụ thế nào? Xem nó có những cái ví dụ gì? Chuỗi là kiểu ký tự. Nó phải có cái gì khác nhau người ta mới chia ra làm hai chứ. Rồi để tôi search thử nhá. Rồi. Ví dụ chúng ta có cái sược n này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta coi nhé. Mình thích thì sược n mình làm thôi. Chưa? Xuống dòng đúng không? Này có xuống dòng không? Chưa chắc. Chưa chạy. Đóng cái này vào đã. Vẫn thế đúng không? Rồi. Tiếp. Sược Octa của nợ. Mình nhớ là nó phân biệt giữa cái mã hexa. Ẩn luôn đúng không? Chẳng nhớ cái đoạn này lắm ở trong JavaScript. Không đúng không? À, để tôi tìm lại nhé. Hexa. Năm mươi. Không đúng. String compare.
đúng không? Cái này ở trong PHP thì nó phân biệt rất là rõ ràng luôn, nhưng mà trong JavaScript thì gần như nó khó lắm. Để tôi search đấy nhé, JavaScript so sánh. Chuối và kiểu ký tự. Nó không phân biệt rõ ràng rồi. Đây nhá. Nhớ lắm. Ô rồi, cái này để tí tôi xem lại nhé. Quên, tự nhiên quên mất. Ồ, kiểu đấy là kiểu chuỗi. Tiếp theo này, đây là các kiểu dữ liệu chúng ta có đúng không? Đóng cho tôi cái cửa của Dương ơi. Đây là những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta có này. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ nói chuyện về những cái phép toán ở trong JavaScript, chúng ta cộng trừ nhân chia như thế nào, đúng không? Ví dụ như sau, phần tiếp theo là phép toán, hay còn gọi là toán tử ở trong JavaScript. Toán tử đầu tiên là phép gán. Phép gán thì nó đặc trưng là bằng dấu. Dấu gì? Dấu bằng. Nó là dấu bằng. Giờ ví dụ chúng ta có var x bằng 100, chúng ta tiến hành console.log ra x, sau đó phép x bằng 100, sau đó chúng ta lại console.log ra cái x nữa, thì là x nó sẽ được, đầu tiên nó sẽ được gán bằng giá trị là 100, nó là số, sau đó hiển thị, tiếp theo chúng ta gán lại cho cái phép x, cho cái biến x một cái giá trị là bằng một cái chuỗi, đúng không? Sau đó chúng ta lại hiển thị, thì bây giờ x sẽ mang giá trị hiển thị hai lần là bằng, một cái là 100, một cái là chữ, xong chưa, một cái là số, một cái là chữ. Thì đấy là cái phép đầu tiên, là phép gán. Được chưa? Phép đầu tiên phép gán giá trị cho một biến bằng dấu bằng. Xong chưa nhỉ? Tiếp theo, đây là phép gì? Cộng. Phép cộng. Chúng ta coi bây giờ x bằng gì? X bằng một cái đoạn text đúng không? Được chưa? Thì chúng ta có x và y bằng x cộng 1. Bây giờ nó ra cái gì? Sau đó chúng ta tiến hành console.log ra y. Bây giờ y bằng bao nhiêu? Một trăm và số 1 ở ngay đuôi, đúng không? Bởi vì chúng ta làm gì? Cộng chuỗi mà. Cái mảng, cái x hiện tại đang là một chuỗi, đúng không? Một chuỗi cộng thêm một ký tự là số 1 nữa thì nó trả ra là 100 và số 1 ở cuối. Đúng chưa?
Chứ nếu nếu mà bây giờ tôi comment cái mớ này vào, comment cái mớ này vào thì nó ra bao nhiêu? Nếu tôi comment cái này vào thì nó ra bao nhiêu? 101, đúng không? Thế vậy ở đây có gì? Và kể cả tôi viết như thế này, nó ra cái gì? Theo các bạn nó ra cái gì? 101 hay 1001? Vì sao ra 1001? Được chưa? Thế nếu tôi viết kiểu như này nó ra cái gì? Thì ra vẫn là 1001. Vì sao cũng là thực hiện phép cộng nó lại ra 1001? Bởi vì chúng ta nếu mà là con người nhìn này sẽ hiểu đấy là một số. À, không phải thế đâu. Khi mà thực hiện phép cộng, đặc biệt là phép cộng, chúng ta phải có lưu ý như sau. Ngày xưa chúng ta học toán cấp 3, chúng ta có một cái khái niệm gọi là tập giá trị, đúng không? Tập giá trị nào là nhỏ? Với số nguyên và số thực tập nào nhỏ hơn? Số nguyên. Đây là tập số nguyên, đúng không? Đây là tập số nguyên. Số thực thì là như thế này, đúng không? Được chưa? Và trong lập trình của chúng ta chuỗi đấy, hiểu chưa? Khi chúng ta thực hiện hai cái số hoặc hai kiểu dữ liệu khác nhau vào với nhau thì nếu được nó sẽ ép kiểu từ kiểu số có tổng giá trị nhỏ hơn về kiểu có tổng giá trị lớn hơn và thực hiện phép cộng với nhau. Được chưa? Ở đây chúng ta có một số nguyên cộng với một chuỗi thì cái số nguyên này sẽ bị ép về kiểu chuỗi và cộng hai chuỗi với nhau. Được chưa? Đấy là lý do vì sao nó ra số 1001. Cộng chuỗi thì chỉ đơn giản là nối và đuôi thôi, không có gì nhiều. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Đấy là phép cộng. Phép trừ thì sao? Ví dụ tôi lại comment cái mới này vào. Đây là phép trừ. Phép trừ. Tôi có và z bằng 100 trừ 1. Sau đó console log ra. Z. Đây nó bằng cái gì? Hiển thị ra cái gì? 10. Sao? Cho lại ra 99 cơ. Thế nó mới gì? Rồi là từ từ bình tĩnh. Và Z lại bằng, tôi comment đầu tiên là Z lại bằng, tôi tên là trừ Thiện. Này sao? Nó là gì? À? Biết NaN là viết của từ gì không? Not a number. À, không phải là số. Với phép trừ làm sao mà chuỗi trừ được? Hiểu không? Chuỗi thì không trừ được, không chia được, không nhân được. Cho nên những cái thứ này nó là đặc thù của toán học.
bắt buộc phải ép hết về kiểu số và thực hiện nhân trừ chia, được chưa? Nó khổ lắm cơ, thế thôi, nghĩ nghĩ, phải nghĩ. Bây giờ chuỗi làm sao mà trừ được, đúng nhá, nốt vào chuỗi không trừ được, chỉ có phép cộng là cái thứ đặc biệt thôi. Phép chia không phải viết nữa nhá, phép chia có cần phải viết không? Tôi cứ viết ra, bởi vì chúng ta có hai loại phép chia cơ, là phép này đúng không? Console.log ra 10 chia cho 5 và chia cho 3 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Được chưa? Nó ra số luôn, ra đúng số luôn. Sau này thì chúng ta sẽ có những cái hàm để chúng ta làm tròn sau. Khi mà chia nó sẽ chia ra số đến bao nhiêu số phía sau cũng chẳng biết, chẳng đếm được. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 số thập phân phía sau. Thì ra đây là phép chia của chúng ta. Xong nhờ? Đây là một loại phép chia. Tiếp theo, phép chia lấy dư. Chúng ta có phép phần trăm. Đây là chia lấy dư, tôi vẫn còn số log 10 chia 3. Mười chia 3 dư mấy? Dư 1, thằng nào dư 0 đấy? 10 chia 3 phải dư 0 chứ, ở dư 1 chứ. Nhiều. Được chưa? Tao ra mấy? 1. Giờ sao? Bây giờ để kiểm tra một số có phải là bộ số của 3 hay không thì làm nào? Chia thì là dư 0. Được chưa? Dễ không? Bây giờ kiểm tra một trong một chuỗi, trong một dãy. Tôi muốn kiểm tra xem là những cái số nào là số chẵn, số nào là số lẻ, có được không? Được chưa? Chia cho 2 bằng 0 là xong. Được chưa? Với phép nhân thì thôi nhá. Nhân thì thôi, không động vào nữa. Chúng ta có phép lấy số mũ. Cái này không phải là phép nữa, phép nữa, mà là hàm rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ giới thiệu. Đây là lấy số mũ. Hay là còn bội số đấy. Chúng ta có console log, console.log của 2 của mat chấm bao. Dạ, bao là của 2,3. Các bạn nó bảo nó ra bao nhiêu? 6. 22 bằng mấy? 23 bằng mấy? 6. Đây là mũ cơ mà, có phải là nhân đâu. Nó tính là cộng. Được chưa? Chúng ta có từ khóa là mat. Đây là một cái đối tượng ở trong JavaScript mà người ta cung cấp sẵn. Được chưa? Mat.pow, pow là viết tắt từ power, là mũ lên, sức mạnh là nhân lên. Mat.pow. Tiếp theo, chúng ta có phép căn. Căn mat.sqrt của 64 bằng mấy? 8. SQRT là căn bậc 2. Còn căn bậc 3 thì cũng không rõ. Căn bậc 3 chắc biết số 3 vào kia. Căn bậc 3 của 8 thì sao? Căn bậc 3 là tính như nào nhỉ? Bởi vì đi làm chẳng bao giờ phải tính những cái trò đấy cả. Quên rồi.
Ôi rồi, được rồi, được rồi. Được chưa? Tiếp theo này. Còn gì nữa? Đấy, giới thiệu chúng ta hai cái này đấy nhá. Để chúng ta mấy nữa chuẩn bị làm bài giải phương trình bậc 2. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Đây là căn. Ở đây là số mũ. Điên là học lập trình làm sao mà kết thúc toán được. Đây là căn bậc 2. Rồi. Tiếp theo này. Có gì nữa nào? Nó còn nhiều phép toán lắm. Xem nhé. Và x bằng 10. Được chưa? Bây giờ x cộng bằng 5 console.log x là gì? Đoán thử xem. 15. Chính xác. Một thằng là 15, một thằng là 5. Sao? Nó ra bao nhiêu? 15 đúng không? Thì có gì? X cộng bằng 5 thì có gì? Cái này có phải tương đương với cái này không? X bằng x cộng 5 có tương đương nhau. Đây, ý nghĩa của phép cộng bằng đây. Ơ, sao làm gì mà đã đau đầu rồi? Chưa? Chưa có gì. Bình thường, từ từ, tí nữa còn có cái đau đầu hơn. Được chưa? Thế vậy chúng ta có cộng bằng thì chúng ta có gì? X trừ bằng 1. Bây giờ kết quả của mấy? 9 đúng không? Tương đương với x bằng x trừ 1. Tiếp theo này. X nhân bằng x sao bằng 2. Được bằng bao nhiêu? Thằng nào bỏ 20? Bao nhiêu? Đây là bằng 15 này. Đây là bằng 14 này. Ô. Xem có phải bằng 14 đúng không nhá? Bây giờ x nhân sao bằng 2 thì bằng bao nhiêu? Lãi 7. Bao nhiêu? 14 nhân 2 mấy? 28. Khổ lắm. X chia bằng 2 chia bằng 3 bao nhiêu? Bao nhiêu? Bọn này học dốt toán đi khổ. Tao. Đây 28 thì x sược bằng 3 tích bằng mấy? Thật không? Sao? Phép này có? Có. Nếu mà x bằng x chia cho 3 thì nó bằng 9.3333. Nhưng mà chúng ta sược đằng trước này thì là không được. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Được chưa? Không có sược bằng. Thế có cái này bằng không? Ê, nó mới quái. Được chưa? Phải lưu ý. Biết đâu đấy mấy đứa đi phỏng vấn nó lại rơi vào cái trường hợp nó test cho một cái sượt bằng thì há mồm. Được chưa? Nhớ nhá. Gì nữa nào? Xong chưa? Xong phần mới này chưa? Nhớ đấy, phải nhớ đấy. Nhớ bằng mọi giá. Tôi sẽ comment cái mới này vào. Tiếp theo này. Cái gì đấy? X cộng cộng. Bây giờ nha, chúng ta có cái gì? À rồi, ok. X cộng cộng và con số log x. Đó, nó mới quái này. Đến đoạn đau đầu rồi. X cộng cộng. Ở đây nó cộng. Cái này tương đương với x bằng x cộng 1.
bằng bao nhiêu? 11. Được chưa? Nhưng mà hãy lưu ý, này sao? Hiển thị máy. Thằng nào biết thì kinh quá. Rồi nhá, từ từ nhá. Ê, 52. Chờ này. Một thằng bằng 10, một thằng bằng 11. Vì sao lại thế? Đoán thử nào. Đoán thôi. Không à? Vì là tại liên thuyền chẳng hiểu gì đó ra. Các bạn lưu ý thôi này, cái x cộng cộng thì dễ rồi nhá, tức là tương đương với việc nó cộng thêm một giá trị, đúng không? Được chưa? Đúng không? Rồi, nhưng mà các bạn lưu ý này, tại cái thời điểm mà cái dòng x cộng cộng ấy, nhớ nhá, tại cái thời điểm mà cái dòng x cộng cộng ấy, nó xảy ra thì x chưa được cộng thêm giá trị, và sau đấy thì mới còn cộng thêm giá trị. Cho nên khi chúng ta con số log ở trên x cộng cộng thì tại cái dòng này là x vẫn mang giá trị cũ, và mang giá trị bằng 10. Sau đấy nó mới thực thi, thực hiện xong cái câu này nó mới thực thi, thì là đến lúc đấy là x mang giá trị là bằng 11. Được chưa? Đó. Lưu ý cho tôi nha. Giờ cộng cộng x. Ê, nó mới cày. Lại được thằng 20 nữa, x đã bằng 10. Cái này x sẽ bằng 11 cả hai giá trị. Được chưa? Thì cái này nó ngược cái x cộng cái cộng cộng x này nó ngược với thằng trước. Thằng trước thì sau cái dòng mà được thực thi thì nó mới cộng. Còn thằng này là thực thi trước khi thực hiện cái dòng mà cộng cộng x. Được chưa? Là nó sẽ là hai cái khái niệm. Nó kết quả giống nhau, các bạn lưu ý này, kết quả nó giống nhau, nhưng mà cái thời điểm nó xảy ra nó khác nhau. Được chưa? Thời điểm xảy ra nó khác nhau. Xong chưa? Lâu thế. Được chưa? Tất nhiên đang có cộng cộng thì sẽ có trừ trừ. Đang có cộng cộng sẽ có trừ trừ. Xong chưa? Rồi bây giờ như sau nhá. Bắt đầu này, test này. 5 cộng 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 x thì bây giờ x bằng bao nhiêu? Mười sáu gì? Sao? Lỗi. Đấy, rất dễ bị lừa nên là phải cẩn thận. Thế nếu như này thì sao? Xong chưa? Một vì sao một cái là 16, một cái là 11? Vì sao một cái là 16, một cái là 11? Hả? X cũ nào nằm đây làm gì có cái nào lấy x cũ x mới? Nghĩ kỹ đi xem nào. Ở đây chỉ có một cái x thôi đúng không? Bạn nghĩ xem là làm xong phân biệt được x cũ với x mới thôi thì kinh. Nào gì nào đây nào, lưu ý này, cái này là cái đoạn này là giúp chúng ta hiển thị kết quả đúng không, kết quả của biểu thức đúng không, nhưng mà trong cái biểu thức này x nó được cộng thêm một giá trị thì có ảnh hưởng quái gì cái tổng của biểu thức này không liên quan đến thằng x, đúng chưa? Cái tổng của biểu thức này không liên quan gì đến cái thằng x cả. Và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái nó x không được thực hiện phép gán đúng không? Mà x chỉ được thực hiện phép gán với cái lệnh này thôi. Với cái lệnh cộng cộng x này thôi. Đúng không? Cho nên sau cái dòng này x nó sẽ mang giá trị đã được tăng lên là bằng 11. Được chưa? Rồi nha. Thôi rồi. Tôi thấy có vẻ ngán ngây ngấy rồi đấy. Rồi bây giờ tôi có như sau.
Tôi có x và a bằng 4 và b bằng 5 và b bằng 8 và c bằng 2. Cái này nó sẽ giúp chúng ta hình thành cái biểu thức là ax bình cộng c bx cộng c bằng 0. Bây giờ yêu cầu là tính delta, tính và hiển thị delta. Làm đi. Và delta bằng cái gì? Làm và hiển thị cho tôi luôn bằng ngay. Tính theo đường nền tảng. Cái gì mà không chạy? Báo lỗi gì? Thank you.
Dùng mát đi. Dùng mát đi. Thank you.
Lồng thế, không nhiều. Bằng bao nhiêu? 32 gì? Viết bằng cách nào? Đọc cho tôi nào. Mat.pow B.2 trừ 4. Nếu mà làm này các bạn phải như này. 4 gì? 32. Tôi đi làm sai không? Làm toán dễ nhỉ? Nào tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Tại ABC. Comment mới này về nhá. Nào A bằng 3 4 5. Bài tập là kiểm tra xem 3 độ dài trên có hình thành được tam giác hay không. À cái này cũng chưa được. 3 độ dài này nó đã là tam giác rồi đúng không? Chắc chắn là 3 tam giác rồi đúng không? Tính chu vi và diện tích của tam giác, sau đó hiển thị. Dùng hệ thức Herron để tính diện tích nhá. Search cái hệ thức Herron. Đấy là bắt buộc. Search đi, rồi ôi. Máy nó tính chứ không có phải tính đâu. Làm cái này là để luyện tập cách tính toán mà, cách sắp xếp tính toán mà, chứ có phải là cần chính xác tuyệt đối đâu. Thank you.
do. Cái nhà bọn đấy cốt nhanh nhỉ. Xong chưa? Xong mấy thằng này vẫn lâu đấy. Xuống đi xem còn thằng nào chưa xong nó giúp tôi cái. Thank you.
Xong nhờ, lâu thế. Này các bạn buổi sau phải sâu cho nhá. Tiếp theo này, chúng ta đến một phép nữa, đến một cái phần nữa. Phần tiếp theo, nào nào quay vào đây, xong chưa? Quay vào đây, quay vào đây. Tiếp tục này. Ngày xưa chúng ta đi học ấy, học văn ấy, có cái câu là nếu cái gì gì thì đúng không? Gì mà ít dèn này? Nếu thì chúng ta cũng ở trong lập trình, chúng ta cũng có cái câu nếu thì đấy bằng cú pháp như sau: nếu thỏa mãn điều kiện, trong này là điều kiện nhá, thì thực hiện dòng lệnh này. Một cây kiếp thì không cây cối gì cả, có mỗi thế này thôi. Nếu thỏa mãn điều kiện thì chạy câu lệnh ở trong này. Con số log hoặc là cộng trừ nhân chia gì đấy. Được chưa? Đấy, cũng thế thôi. Nếu thỏa mãn điều kiện, được chưa? Thì thực hiện mở code này. Không thỏa mãn điều kiện này thì bỏ qua cái đoạn code ở trong này chạy xuống dưới. Được chưa nhỉ? Rồi.
Rồi, bây giờ chúng ta có những cái gì? Điều kiện ở đây là cái gì? Đây chỉ còn thiếu mỗi cái điều kiện thôi đúng không? Cú pháp nó như này rồi. Đây chỉ còn thiếu mỗi cái điều kiện thôi đúng không? Thì điều kiện thì chúng ta phải có những cái toán tử so sánh để biết được điều kiện nó có thỏa mãn hay không. Thì chúng ta có những cái toán tử so sánh như sau. Phần đầu tiên là toán tử so sánh là bằng. Yeah, ví dụ x bằng 5 if x bằng 5 thì thực hiện x tổng cộng chẳng hạn, ví dụ như nào đúng không? Thì chúng ta có toán tử này là toán tử so sánh bằng. Nếu hai toán, nếu khi mà chúng ta so sánh bằng này này, ví dụ x bằng 0 so sánh với false có chạy không? Chạy, chạy chắc luôn. Bởi vì sao? Khi mà hai thằng này là hai kiểu dữ liệu gì? Không và false là hai kiểu dữ liệu gì? Khác nhau. Một thằng là số, một thằng là boolean, đúng không? Mà boolean nhỏ hơn số, cho nên nó sẽ ép kiểu từ boolean về số, false bằng không. Cho nên là giá trị của hai thằng này bằng nhau. Xong chưa? Không bằng false, một bằng true. Được chưa? Null cũng bằng 0, string dâu cũng bằng 0, string dâu cũng bằng false. Được chưa? Hãy lưu ý. Đây là phép toán tử so sánh bằng. Thì ở đây 0 bằng với false nhá. Bằng rồi cho nên là x sẽ được cộng cộng lên, tức là đến thời điểm này cộng cộng. Xong chưa? Đoạn toán tử thứ 2 là 3 dấu bằng. Toán tử này là toán tử so sánh tuyệt đối. Nó gọi là so sánh tuyệt đối. So sánh tuyệt đối. So sánh tuyệt đối là so sánh cái gì? Thì trước khi so sánh giá trị, người ta so sánh kiểu dữ liệu, sau đó mới so sánh giá trị. Thì ở đây chúng ta cũng trong trường hợp này chúng ta thêm một dấu bằng vào đây. Thì ở đây kiểu dữ liệu của x là số, kiểu dữ liệu của cái giá trị cần so sánh là kiểu boolean. Khác nhau về kiểu dữ liệu rồi, cho nên là không thỏa mãn luôn. Được. Đã có phép so sánh bằng thì chúng ta có phép so sánh khác. Nếu chúng nó khác nhau thì đúng, thì là dấu chấm than và dấu bằng. Đã có khác nhau thì chúng ta sẽ có khác tuyệt đối, là chấm than hai dấu bằng. Được chưa? Chúng ta có thêm phép so sánh lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng. Được, đây là những cái toán tử so sánh của chúng ta. Nhỏ hơn bằng thì dấu bằng. Thì là dấu bằng làm sao? Đấy. Dấu bằng làm sao? Được chưa? Đó, tiếp tục. Bây giờ kiểm tra cho tôi cái điều kiện là với một câu ít như thế này. Các bạn thử tìm cho tôi với ba số mình nhé. Với ba cái số này, tìm số lớn nhất trong ba số. Đây, ba số này. Bài toán thứ hai là tìm số lớn nhất. Tìm số lớn nhất thì làm cách này. Sorry. Tìm số lớn nhất. Thế nó mới khoái. Cho trong cái đấy thì cho bao
một phép so sánh. Sẽ có nhiều phép so sánh khác, nhiều điều kiện khác, nhưng mà chúng ta chưa học được từ trong này. Không nhớ. Xong chưa? Chưa nha. Và Max
bằng 0 này. Ở đâu max bằng a. If max lớn hơn hoặc bằng b thì max bằng b. Tiếp theo if max lớn hơn hoặc ông nhập b nhắc max nhỏ hơn hoặc bằng b. Xin lỗi các bạn. If max nhỏ hơn hoặc bằng c thì max bằng c. Và bây giờ chúng ta console log ra số lớn nhất 2 chấm. Đô la đóng ở ngoặc max. Xong chưa? Đúng chưa? Tìm số lớn nhất. Ai có ít thì sao? Có ai làm như này không? Chứ không làm gì à? Chán à? Làm cái này có nhanh hơn không? Các bạn làm càng nhiều dòng thì chạy càng lâu, tôi phần mình càng tệ. Để tìm những cái giải pháp nào nó làm tốt nhất. Được chưa? Tiếp tục một cái nữa xong xong rồi chúng ta sẽ có bài tập về nhà. Bài tập về nhà rất dễ, rất nhàn. Được chưa? Đây là câu lệnh if của chúng ta. Nhá. Chúng ta sẽ có thêm cái này nữa, đó là toán từ. Lựa chọn. Hay gọi là miss why. Tự lựa chọn. Thì trong một điều kiện, trong một điều kiện thì chúng ta có thể là nếu thỏa mãn điều kiện là A và thỏa mãn điều kiện B, đúng không? If điều kiện A cũng thỏa mãn và điều kiện B cũng thỏa mãn thì mới chạy. Tức là cả hai thằng này cùng trả về true, đúng không? Tức là cùng đúng, hai thằng này cùng đúng thì mới chạy. Thì chúng ta có phép vào là hai dấu vào. Được chưa? Nếu mà thêm điều kiện nữa thì lại thêm một dấu vào. Được chưa? Phép đây là và. Được chưa? Tiếp theo, nếu điều kiện A hoặc điều kiện B không phép hoặc. Nếu điều kiện A hoặc điều kiện B tức là một trong hai thằng đúng là được. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có phép hoặc là hai dấu cách được. Được chưa? Rồi tạm thời dừng ở đây đã. Các bạn tiếp tục vẫn là ABC, các bạn về làm tôi hai bài sau. Hai bài sau, Dương ghi vào này. Bài 1 là cho ba số ABC bất kỳ. Miễn là số nhé. Kiểm tra có hình thành tam giác không? Hay không? Nếu có thì hiển thị chu vi diện tích. Bài 2 vẫn cứ là ba số và tính đáp án của phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c hiển thị ra. Đó đáp án vô nghiệm hoặc là có hai nghiệm hoặc là có một nghiệm kép. Đó, các bạn về làm cho tôi hai bài này. Có mỗi hai bài này thôi. Giá trị của ABC về tự nhét vào.
Mai thì lớp tôi test từng bài một, nhét số linh tinh vào là biết ngay là làm đúng hay không.